Cả nhà mình ơi, hôm nay mình cùng nhau làm một món cơm trộn rất là ngon. Món cơm trộn này kiểu của người Mexico, nhưng mà rất giàu hàm lượng protein và rất là dễ ăn nhé. Thì chúng ta sẽ gồm một bát con hoặc là bát nhỏ cơm. Các bạn nấu cơm gạo trắng với các loại hạt dinh dưỡng hoặc là cơm gạo lứt tùy theo anh chị em mình. Như Emma đang nấu cơm gạo trắng với một chút hạt diêm mạch cho hàm lượng tăng thêm chất xơ. Nó rất là dễ ăn và ngon nữa. Thứ hai là chúng ta gồm khoảng một phần nhỏ bát con hoặc 1/2 đến 2/3 tùy theo sức của mỗi người. Thì Emma làm cái công thức này cho cậu con trai ăn này, bạn rất là thích. Đó là một bát đậu đỗ, mình đã hầm chín đậu đen, đậu đỏ, đậu gà. Nhưng các bạn công thức này các bạn nên dùng đậu đen hoặc đậu đỏ, hầm nó ăn có vị bùi rất là ngon nhé. Sau đó là mình sẽ cho một chút ngô mình đã hấp lên, ngô ngọt đấy ạ, mình hấp lên mình ăn, khi mình ăn đều mình trộn đều lên. Và cái nữa là mình sẽ gồm chút một chút cái rau, cái quả bơ nghiền trộn với cái súp, với cái cà chua mà hôm trước chúng ta có làm cái công thức đó là so sa đấy ạ. Thì chúng ta trộn lên khi chúng ta Emma có chia sẻ công thức phía trên. Và chúng ta sẽ gồm một chút năm rau xà lách đấy. Và khi anh chị em mà ăn ấy thì anh chị em mình trộn đều tất cả các hỗn hợp này lên rất là ngon. Đối với người Mexico họ còn ăn cho thêm một chút phô mai, nhưng mà mình không cần ăn cho phô mai. Và đặc biệt là mình ăn những bữa ăn cơm kiểu như thế này giàu hàm lượng protein, đặc biệt là các loại đậu đỗ của chúng ta, thay thế chúng ta ăn quá nhiều đậu phụ nhá, bởi vì ở nhà nhiều người họ không biết sử dụng các loại đậu đỗ, họ lại ăn quá nhiều đậu phụ trong các bữa ăn chay của mình lại không tốt cho sức khỏe. Thì đây là một trong những bữa ăn mẫu thì mà rất là ngon miệng. Thì sau video này Emma chúc tất cả anh chị em mình đại gia đình sức khỏe bình an và hạnh phúc, và tăng cường ăn nhiều bữa ăn xanh để cơ thể mình nhanh khỏe nhá. Rồi bye bye cả nhà mình, xin chào và hẹn gặp lại.